Hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một chương trình hành trình tìm hiểu về trang web chỉ sửa lại trên cái tên là hotjar.com. Hôm nay mình sẽ cùng theo dõi mình trong phần này, chúng ta sẽ cùng xem nha. Đây mình đã mở sẵn cái trang web ở đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái ảnh để chúng ta chỉnh sửa lại. Mình sẽ lấy một cái ảnh thiên nhiên nha. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa nó. Đây chúng ta sẽ không lưu vào hình ảnh này. Đây chúng ta sẽ mở hình ảnh này ra. Sau khi mọi phần này để ra, chúng ta sẽ cùng tiếp nhé. Chúng ta sẽ cho nó lên để cho chúng ta dễ cho phần điều đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên, phần chỉnh sửa nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trong phần đầu tiên nhé. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa nha. Đầu tiên là phần cắt nhé. Đó. Em xuống cái phần nữa.
Chưa? Chúng ta sẽ tiếp cuối cùng này. Dạng phun chúng ta có thêm những người dạng nữa có thể xoay chưa. Rồi em sẽ tiếp theo của em nha. Em lại nhớ trong giai đoạn sau nha. Bye bye, xin chào mọi người.